Nước ép dứa có tác dụng gì chữa sỏi thận được không? Uống một ly dứa ép lạnh ngon tuyệt thì bao mệt nhọc đều tan biến. Nhưng bạn có biết dứa có những công dụng gì không? Có thật là nước ép dứa còn là bài thuốc trị sỏi thận hiệu quả. Cùng bác sĩ y học cổ truyền Vũ Văn Tài, Trung tâm y học cổ truyền Vinmec Gia Phương Đông, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City, chúng ta đi tìm lời giải đáp nhé. Ăn dứa hay uống nước ép dứa mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như chống viêm hiệu quả. Vì chỉ có nước ép dứa nguyên chất mới chứa enzyme bromelain, loại enzyme giúp kích hoạt khả năng chống đau và giảm sưng viêm cho cơ thể. Không những thế, loại enzyme này còn được nghiên cứu để dùng cho điều trị viêm xương khớp. Nhờ sở hữu enzyme bromelain mà nước ép dứa còn có khả năng phá vỡ những cục máu đông và giảm tích tụ cholesterol trong động mạch của bạn, từ đó nâng cao sức khỏe cho hệ tuần hoàn. Nước ép dứa còn giúp bạn hạn chế cảm lạnh và dị ứng. Vitamin C có nhiều trong dứa kết hợp với enzyme bromelain có tác dụng nâng cao sức đề kháng. Bên cạnh đó, nước ép dứa có khả năng hỗ trợ hệ miễn dịch của bạn một cách tích cực. Các nghiên cứu cho thấy rằng bromelain hỗn hợp enzyme tự nhiên có trong nước ép dứa có khả năng kích hoạt hệ thống miễn dịch. Chưa hết, loại nước ép này còn rất tốt cho tiêu hóa, bởi trong thành phần quả dứa còn chứa các enzyme có tác dụng phân giải đạm thành axit amin và peptide, từ đó có thể dễ dàng hấp thụ trong ruột. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy rằng enzyme bromelain trong nước ép dứa cũng bảo vệ ruột khỏi các vi khuẩn gây hại, gây ra tiêu chảy như E. coli và vi khuẩn tả Shigella. Thêm một công dụng mới được nghiên cứu của nước ép dứa là nó có khả năng giúp bạn cải thiện tim mạch, giúp giảm huyết áp, ngăn ngừa hình thành các cục máu đông và giảm thiểu mức độ nặng trong các cơn đau thắt ngực và các cơn thiếu máu não. Một số nghiên cứu cho thấy rằng bromelain có thể giúp ngăn ngừa sự hình thành các khối u, giảm kích thước của chúng hoặc thậm chí giết chết các tế bào ung thư. Một lần nữa, tác dụng này phần lớn đến từ hàm lượng bromelain có trong dứa. Vậy, nước ép dứa có trị được sỏi thận? Theo y học cổ truyền, quả dứa có vị chua ngọt, tính bình không thiên lệch nóng hay lạnh. Từ đó, một trong các tác dụng của quả dứa là khai thông thủy đạo, lợi thủy, tiêu thũng. Nghĩa là ăn dứa sẽ tăng mức lọc của thận, tăng đào thải nước dư thừa và các chất có hại trong cơ thể qua đường nước tiểu, giúp cơ thể cân bằng lại nước và điện giải. Qua đó, hỗ trợ làm mò sỏi và đào thải những viên sỏi nhỏ qua đường tiểu. Nước ép lá dứa và quả dứa cũng có tác dụng nhuận tràng, tẩy độc. Cũng vì thế mà khi bạn uống nhiều nước ép dứa có thể khiến cho các tinh thể sỏi tiết niệu loãng ra, không kết tụ với nhau và tăng cơ hội loại bỏ được ra ngoài qua đường tiểu. Hiện nay, việc trị sỏi thận bằng nước ép dứa chưa được nghiên cứu rõ ràng. Do đó, cách làm này bạn chỉ nên thử nghiệm với các viên sỏi nhỏ. Vấn đề là bạn không thể biết sỏi trong thận của mình nhỏ hay đã to. Do đó, khi có các cơn đau bụng nghi sỏi thận thì không nên uống nước ép dứa ngay để ra sỏi, mà cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa thận tiết niệu để được chẩn đoán và tư vấn phương pháp điều trị phù hợp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.